Sách Giô-suê chương 1. Sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái là sông Euphrat, tràn cả xứ dân Hethit cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trọn đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Bây giờ Giô-suê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng: Hãy chạy khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng: Hãy sắm sẵn thực vật, vì trong 3 ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp. Giô-suê cũng nói cùng người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh mà rằng: Hãy nhớ lại điều Môi-se tôi tớ Giê-hô-va đã dặn các ngươi khi người có nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi. Vợ, con nhỏ và bầy súc vật các ngươi sẽ ở trong xứ mà Môi-se ban cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đanh. Nhưng các ngươi, tức là hết thảy người mạnh dạn, phải cầm binh khí đi ngang qua trước anh em mình và giúp đỡ họ, cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi, y như đã ban cho các ngươi, và đến khi họ cũng đã nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Đoạn, các ngươi sẽ trở về xứ mình, là xứ Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho các ngươi ở phía bên này sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, rồi các ngươi sẽ lấy nó làm sản nghiệp. Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu và đi khắp nơi nào ông sai. Chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chỉnh nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy. Phàm ai nghịch mạng, không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử. Chỉ ông hãy vững lòng bền chí. Chương 2. Giô-suê, con trai của Nun, từ Shi-tim, mật sai 2 người do thám mà rằng: Hãy đi do thám xứ, nhất là Jericho. Vậy 2 người ấy đi đến nhà của một kỵ nữ tên là Rahab và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng: Kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến do thám xứ. Vua Jericho sai nói cùng Rahab rằng: Hãy đuổi 2 người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu 2 người này rồi đáp rằng: Quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Song vào buổi tối cửa thành hầu đóng, 2 người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được. Và nàng có biểu 2 người leo lên mái nhà, giấu dưới cọng gai mà nàng rải ở trên mái. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành, thì người ta đóng cửa thành. Trước khi 2 người do thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng: Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai-cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Hóc, hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi, và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Hai người đáp rằng: Mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng. Nếu nàng không cho lậu việc chúng ta ra, thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Đức Giê-hô-va ban xứ cho chúng ta. Vậy, nàng dùng một sợi dây thòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách thành. Nàng nói rằng: Hãy đi đến núi, kẻo những người đuổi theo gặp các ông chăng. Hãy ẩn đó 3 ngày, cho đến chừng nào những người đuổi theo trở về. Sau rồi các ông hãy đi đường. Vả hai người nói cùng nàng rằng: Này, thế nào chúng ta sẽ khỏi mắc lời thề mà nàng đã bắt ta thề? Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợi chỉ điều này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống, rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà mình. Phàm ai trong các người đó đi ra ngoài cửa nhà nàng, thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu người, và chúng ta vô tội. Nhưng nếu ai tra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà, thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta. Còn nếu nàng cho lậu việc chúng ta, ắt chúng ta sẽ khỏi mắc lời mà nàng đã bắt chúng ta thề. Nàng bèn đáp: Khá y lời hai ông đã nói. Đoạn nàng cho hai người đi, và hai người liền đi. Nàng bèn cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ. Vậy hai người đi đến núi, ở đó 3 ngày, cho đến khi những người đuổi theo mình trở về. Mấy người ấy kiếm họ cùng đường nhưng không gặp. Hai người do thám bèn đi xuống núi trở về. Khi đã qua sông Giô-đanh rồi, thì đến gần Giô-suê con trai Nun, thuật cho người mọi điều đã xảy ra. Hai người nói cùng Giô-suê rằng: Quả thật, Đức Giê-hô-va đã phó cả xứ vào tay chúng ta, và lại hết thảy dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta. Chương 3. Giô-suê dậy sớm ở Shi-tim, đi cùng hết thảy dân Israel đến mé sông Giô-đanh, và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Cuối 3 ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân, truyền lệnh này cho dân sự rằng: Khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Song le giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 2000 thước, chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải đi theo, vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Đoạn Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng: Hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Vậy những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và đi đầu dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Israel, để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy. Ngươi phải truyền lệnh này cho những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước: Khi nào các ngươi đến mé sông Giô-đanh thì hãy dừng lại tại giữa sông. Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng: Hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn người nói: Nhờ điều này, các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Canaan, dân Hethit, dân Hevit, dân Pheresit, dân Girgashit, dân Amorit và dân Jebusit. Này hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Giô-đanh. Vậy, hãy chọn 12 người của các chi phái Israel, mỗi chi phái một người. Và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn lại thành một đống. Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông Giô-đanh, thì những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước ở trước mặt dân sự. Và trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ. Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành Adam, là thành ở bên cạnh xác than. Còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức biển mặn, đã rẽ đoạn ra. Rồi dân sự đi qua, đối ngang Jericho. Những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va dừng chân vững trên đất khô giữa sông Giô-đanh, trong khi cả Israel đi qua trên đất khô, cho đến chừng cả dân đã qua khỏi sông Giô-đanh rồi. Chương 4. Khi cả dân đã qua khỏi Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Giô-suê rằng: Hãy chọn trong dân sự 12 người, mỗi chi phái một người, rồi truyền lệnh này cho các người đó. Hãy lấy 12 hòn đá tại đây giữa sông Giô-đanh, từ nơi chân những thầy tế lễ đứng vững, rồi đem nó theo và đặt tại chỗ các ngươi sẽ ngủ ban đêm. Vậy, Giô-suê gọi 12 người mà mình đã chọn trong dân Israel mỗi chi phái một người mà truyền rằng: Hãy đi qua trước hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tại giữa sông Giô-đanh. Rồi mỗi người, theo số chi phái Israel, phải vác một hòn đá trên vai mình, hầu cho điều đó là một dấu ở giữa các ngươi. Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Những hòn đá này có nghĩa chi? Thì hãy đáp rằng: Ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh thì nước sông bèn rẽ ra. Các hòn đá này dùng cho dân Israel làm kỷ niệm đời đời. Vậy dân Israel làm theo điều Giô-suê đã biểu, bèn lấy 12 hòn đá ở giữa sông Giô-đanh theo số chi phái dân Israel và đem nó theo cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Giô-suê cũng dựng 12 hòn đá giữa sông Giô-đanh tại nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay. Những thầy tế lễ khiêng hòm đều đứng giữa sông Giô-đanh cho đến chừng nào đã làm xong mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã dặn biểu Giô-suê truyền lại cho dân sự, theo mạng lệnh mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Dân sự bèn lật đật đi qua sông. Khi cả dân sự đã đi qua sông rồi, thì hòm của Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân sự. Con cháu Ruben, con cháu Gác và phân nửa chi phái Manasseh cầm binh khí đi trước dân Israel, y như Môi-se đã dặn biểu họ. Có chừng 40 người sắm sửa ra trận, đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, đến trong đồng bằng Jericho đặng đánh giặc. Ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến Giô-suê được tôn trọng trước mặt cả Israel, và chúng kính sợ người trọn đời người như đã kính sợ Môi-se vậy. Và Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy truyền cho những thầy tế lễ khiêng hòm bản chứng đi lên khỏi sông Giô-đanh. Giô-suê bèn truyền lệnh cho những thầy tế lễ rằng: Hãy đi lên khỏi Giô-đanh. Khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã lên khỏi giữa sông, và bằng chân họ dỡ lên đặng bước trên đất khô rồi, thì nước sông Giô-đanh trở lại chỗ cũ và chảy tràn ra khắp mé như trước. Ngày mùng 10 tháng Giêng, dân sự đi lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ginh-ganh ở cuối phía đông Jericho. Giô-suê dựng tại Ginh-ganh 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. Đoạn người nói cùng dân Israel rằng: Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi cha mình rằng: Các hòn đá này có nghĩa gì? Thì các ngươi sẽ dạy con cháu mình mà rằng: Israel đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại biển đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua khỏi, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. Chương 5. Vả, các vua Amorit ở bên kia sông Giô-đanh về phía tây, và các vua Canaan ở gần biển vừa hay rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đanh bày khô trước mặt dân Israel, cho đến chừng đã đi qua khỏi, thì lòng họ kinh khiếp và nao sờn vì cớ dân Israel. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Israel. Vậy, Giô-suê sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì cho dân Israel tại trên gò Aralot. Này là cớ Giô-suê làm phép cắt bì cho họ. Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ Ai-díp-tô, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong đồng vắng sau khi ra khỏi xứ Ai-díp-tô. Vả, hết thảy dân chúng mà đã ra khỏi xứ Ai-díp-tô đều có chịu phép cắt bì. Nhưng sau khi ra khỏi xứ Ai-díp-tô, người ta không có làm phép cắt bì cho một ai trong những người sinh ra dọc đường tại nơi đồng vắng. Vì dân Israel đã đi trong đồng vắng 40 năm, cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ai-díp-tô mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là xứ đượm sữa và mật, và Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ. Ấy là con cháu này mà Giô-suê làm phép cắt bì cho, vì chúng nó không có chịu phép cắt bì dọc đường. Khi người ta làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai-díp-tô, nên người ta gọi chỗ ấy là Ginh-ganh cho đến ngày nay. Dân Israel đóng trại tại Ginh-ganh trong đồng bằng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng này vào lối chiều tối. Ngày sau lễ vượt qua, 9 ngày đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai, mana hết. Vậy, dân Israel không có mana nữa, nhưng trong năm đó, ăn những thổ sản của Canaan. Xảy khi Giô-suê ở gần Jericho, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: Không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Chương 6. Vả, Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận. Phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Vậy Giô-suê, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ mà nói rằng: Hãy khiêng hòm giao ước, và 7 thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Người lại nói cùng dân sự rằng: Hãy đi vòng xung quanh thành, và những người cầm binh khí phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va. Khi Giô-suê đã nói cùng dân sự xong rồi, 7 thầy tế lễ cầm 7 cây kèn tiếng vang ở trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm của Đức Giê-hô-va theo sau. Các người cầm binh khí đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, còn đạo hậu đi theo sau hòm. Người ta vừa đi vừa thổi kèn. Vả Giô-suê có truyền lệnh cho dân sự rằng: các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày nào ta biểu rằng hãy la lên, bấy giờ các ngươi sẽ la. Hòm của Đức Giê-hô-va đi vòng chung quanh thành một bận, rồi chúng vào trại quân và ngủ đêm tại đó. Giô-suê dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm của Đức Giê-hô-va. 7 thầy tế lễ cứ đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm 7 cây kèn tiếng vang, vừa đi vừa thổi. Những người cầm binh khí đi trước họ, còn đạo hậu đi theo sau hòm của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn. Ngày thứ nhì, chúng đi một vòng chung quanh thành rồi trở về trại quân. Chúng làm như vậy trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7, các người đã dậy sớm, vừa tưng sáng và y như cách trước, đi chung quanh thành 7 lần. Chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành 7 lần. Lần thứ 7, những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói cùng dân sự rằng: hãy la lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. Cái thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt. Chỉ một mình Ra-háp là kỳ nữ với hết thảy người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta sai đến. Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dâng diệt đi, vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Phàm bạc, vàng và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-va. Vậy dân sự la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn bèn la lớn lên và vách thành liền ngã sập. Dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình. Chúng lấy thành, đưa gươm qua diệt mọi vật ở trong thành, nào nam phụ lão ấu, cho đến bò, chiên và lừa. Bây giờ Giô-suê nói cùng 2 người đã đi do thám sứ mà rằng: hãy vào trong nhà kỵ nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như 2 người đã thề cùng nàng. Vậy, 2 người trai trẻ đã đi do thám sứ, bèn vào biểu Ra-háp, cha mẹ nàng, anh em và mọi vật chi thuộc về nàng đi ra. 2 người đem hết thảy gia quyến nàng ra và để ở ngoài trại quân Israel. Đoạn, chúng phóng hỏa cái thành và mọi vật ở trong, chỉ để bạc, vàng và món chi bằng đồng, bằng sắt nhập vào kho của đền Đức Giê-hô-va. Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng và mọi vật chi thuộc về nàng. Nàng ở giữa Israel cho đến ngày nay, vì nàng có dấu sứ giả mà Giô-suê đã sai do thám Jericho. Bấy giờ, Giô-suê phát thề rằng: phàm ai chổi lên xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê và danh tiếng người đồn khắp trong xứ. Chương 7. Song dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt, vì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Sê-rách, về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt, và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Israel. Ở Jericho, Giô-suê sai người đến thành A-hi gần Bet-aven về phía đông Bê-tên và truyền lệnh này rằng: hãy đi lên do thám sứ. Vậy, các người ấy đi lên do thám thành A-hi, đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng: lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài 3.000 người đi lên đó mà đánh thành A-hi. Chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người A-hi ít quá. Vậy, có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. Người A-hi giết chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Shebarim, và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Giô-suê bèn xé áo mình, Rồi người và các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và vải bụi đất trên đầu mình. Giô-suê nói: Ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh, đặng phó chúng tôi vào tay dân Amorit mà làm cho diệt đi? Ôi, chớ chi chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông Giô-đanh. Than ôi, hỡi Chúa, sau khi Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình, tôi còn nói làm sao? Dân Canaan và cả dân ở xứ này sẽ hai điều đó sẽ vây chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất. Rồi Chúa sẽ làm sao cho danh lớn Chúa? Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy đứng dậy. Sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội. Chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó làm dối trá và để trong bao mình. Bởi cớ đó, dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa xả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh và hãy nói rằng: Các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Hỡi Israel, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi, ngươi không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. Vậy, sáng mai các ngươi sẽ đi đến gần từng chi phái. Chi phái nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng họ hàng. Họ hàng nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng nhà. Nhà nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng người. Người nào bị chỉ ra là kẻ có của đáng diệt đó sẽ bị thiêu nơi lửa cùng các món thuộc về người, vì người đã bội giao ước của Đức Giê-hô-va và phạm sự xấu hổ trong Israel. Vậy, Giô-suê dậy sớm, biểu Israel đến gần từng chi phái, và chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Đoạn, người biểu các họ hàng Giu-đa đến gần, và họ hàng Sê-rách bị chỉ ra. Đoạn, người biểu họ hàng Sê-rách lại gần từng gia trưởng, và Sáp-đi bị chỉ ra. Người biểu nhà Sáp-đi đến gần từng người, thì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Sê-rách, về chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Giô-suê bèn nói cùng A-can rằng: Hỡi con, xin hãy tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và ngợi khen Ngài. Hãy thú thật cho ta điều con đã làm, chớ giấu chút nào. A-can thưa cùng Giô-suê rằng: Phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, và này là điều tôi đã làm. Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Sinea tốt đẹp, 200 siết lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siết lơ. Tôi tham muốn các món đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Giô-suê bèn sai người chạy đến trại, thấy áo choàng giấu tại đó và bạc thì ở dưới. Họ lấy các vật đó giữa trại, đem về cho Giô-suê và cho hết thảy dân Israel, rồi để trước mặt Đức Giê-hô-va. Bây giờ Giô-suê và cả Israel bắt A-can, con cháu Sê-rách, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai con gái của người, bò, lừa, chiên trại và mọi vật chi thuộc về người mà dẫn đến trong trũng A-cô. Giô-suê nói: Sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thây người một đống đá lớn hãy còn cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va bèn nguôi cơn thạnh nộ Ngài. Bởi cớ đó, người ta gọi chỗ này là A-cô cho đến ngày nay. Chương 8. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, trỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi. Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua A-hi, dân sự, thành và xứ của người. Ngươi phải đãi A-hi và vua nó, như ngươi đã đãi Jericho và vua nó. Nhưng các ngươi sẽ đoạt lấy hóa tài và súc vật cho mình. Hãy phục binh sau thành. Vậy, Giô-suê đứng dậy cùng các quân lính đặng lên đánh A-hi. Người chọn 30 người mạnh dạn sai đi ban đêm và truyền lệnh này rằng: Hãy coi, các ngươi sẽ phục binh sau thành, chớ dang ra xa thành quá, hãy dàn cho sẵn. Còn ta với cả dân sự theo ta sẽ đi gần lại thành. Khi chúng nó ra đón đánh chúng ta như lần trước, thì chúng ta sẽ chạy trốn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ rượt theo chúng ta cho đến chừng chúng ta dụ chúng nó ra cách xa khỏi thành, vì họ nói rằng chúng nó chạy trốn ta như lần trước. Trong lúc chúng ta chạy trốn trước mặt chúng nó, thì các ngươi sẽ ra khỏi nơi phục binh mà hãm lấy thành. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ phó thành vào tay các ngươi. Khi các ngươi chiếm thành rồi, thì phải phóng hỏa nó, hãy làm theo lời của Đức Giê-hô-va. Hãy coi, này là lệnh ta truyền cho các ngươi. Vậy, Giô-suê sai các người đó đi, họ phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi, về phía tây của A-hi. Còn Giô-suê đêm đó ngủ tại giữa dân sự. Kế ấy Giô-suê dậy sớm, điểm dân sự, người cùng các trưởng lão đi lên trước mặt dân đến thành A-hi. Hết thảy quân lính theo người đi lên đến gần trước mặt thành và đóng trại về phía bắc A-hi. Có cái trũng chạy dài giữa họ và thành A-hi. Giô-suê bèn đem chừng 5.000 lính phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi về phía tây của thành. Khi dân sự đã đóng trại nơi phía bắc của thành và phục binh về phía tây rồi, thì đêm đó Giô-suê đi sớm tới trong trũng. Vua thành ấy vừa thấy điều đó, người ta bèn lật đật dậy sớm. Vua và cả dân sự người đều đi ra đón Israel tại nơi đã chỉ bảo về phía đồng bằng, đặng giao chiến. Song vua không biết rằng có một đạo binh phục ở phía sau thành. Giô-suê và cả Israel để cho chúng nó đánh bại mình và chạy trốn về phía đồng vắng. Hết thảy dân sự trong thành đều hiệp lại đặng đuổi theo. Vậy chúng rượt theo Giô-suê và bị dụ cách xa khỏi thành. Chẳng có một ai ở thành A-hi hay là ở Bê-tên mà không ra đuổi theo Israel. Họ bỏ thành trống không để đuổi theo Israel. Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy dơ giáo ngươi cầm nơi tay ra về hướng thành A-hi, vì ta sẽ phó thành vào tay ngươi. Giô-suê bèn dơ giáo mình cầm nơi tay ra về hướng thành. Vừa dơ tay lên, binh phục lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và phóng hỏa nó. Người thành A-hi quay lại, nhìn thấy khói đốt thành bay lên trời. Họ chẳng một phương thế nào đặng trốn về phía này hay là phía kia. Vả, dân sự chạy trốn về phía đồng vắng, trở lộn lại đánh những kẻ rượt đuổi theo mình. Khi Giô-suê và cả Israel thấy binh phục đã lấy thành và khói đốt thành bay lên, bèn trở về đánh người A-hi. Các binh khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân A-hi. Như vậy chúng nó bị dân Israel vây phủ, bên này có đạo này, bên kia có quân kia. Người ta đánh chúng nó đến đổi không còn để lại kẻ nào sống hay là cho ai thoát được. Binh bắt sống vua A-hi và dẫn đến cùng Giô-suê. Khi dân Israel đã giết xong hết thảy người thành A-hi, hoặc trong đồng ruộng hay là trong đồng vắng là nơi chúng nó bị đuổi theo, và khi hết thảy đến đổi người chót đã ngã rạp dưới lưỡi gươm rồi, thì dân Israel trở về A-hi và giết bằng lưỡi gươm những kẻ còn ở tại đó. Trong ngày đó hết thảy người A-hi nam và nữ đều bị ngã chết, số là 12.000 người. Giô-suê chẳng rút lại tay mình đã cầm dơ thẳng ra với cây giáo, cho đến chừng nào người ta đã diệt hết thảy người thành A-hi. Song dân Israel cướp cho mình những súc vật và hóa tài của thành này, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Vậy, Giô-suê phóng hỏa thành A-hi và làm cho nó ra một đống hư tàn đời đời, y như hãy còn đến ngày nay. Người biểu treo vua A-hi lên trên một cây và để đó cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Người ta đem liệng thây đó nơi cửa thành và chất lên trên một đống đá lớn, hãy còn đến ngày nay. Bây giờ Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel tại trên núi Ê-ban, y như Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã dặn biểu dân Israel và đã có chép trong sách luật pháp Môi-se, Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó dân sự dân của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va và dân của lễ thù ân. Tại đó Giô-suê cũng khắc trên đá một bản luật pháp mà Môi-se đã chép trước mặt dân Israel. Cả Israel, các trưởng lão, các quan cai và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ, người Lê-vi là người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Những khách lạ luôn với dân Israel đều có mặt tại đó. Phân nửa này ở về phía núi Garisim và phân nửa kia ở về phía núi Eban, tùy theo lệnh mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, trước đã truyền cho chúc phước dân Israel. Đoạn, Giô-suê đọc hết các lời luật pháp, sự chúc lành và sự chúc dữ, y như đã chép trong sách luật pháp. Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Chương 9. Khi hay được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân Amorit, dân Canaan, dân Phereshit, dân Hevit và dân Jebusit, đều rập một ý hiệp với nhau, đặng giao chiến với Giô-suê và Israel. Khi dân Gabaon đã hay điều Giô-suê làm cho Jericho và Ahi, bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình và bầu chứa rượu cũ rách vá lại. Dưới chân mang giày cũ vá và trên mình quần áo cũ mòn. Hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn. Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ginh-gan mà nói cùng người và dân Israel rằng: Chúng tôi ở xứ xa đến, vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Dân Israel đáp cùng dân Hê-vít rằng: Có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng? Vậy làm thế nào lập giao ước đặng? Nhưng chúng nó nói cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi là tôi tớ của ông. Giô-suê hỏi: Các ngươi là ai, ở đâu đến? Đáp rằng: Tôi tớ của ông ở từ xứ rất xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông, vì chúng tôi có nghe nói về Ngài và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Ai-cập. Lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua Amorit ở bên kia sông Giô-đanh là Si-hôn, vua Hét-bôn và Óc, vua Ba-sang ở tại Ách-ta-rốt. Các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng: Hãy lấy lương thực dùng dọc đường đi đến trước mặt dân đó mà nói rằng: Chúng tôi là tôi tớ các ông và bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Kìa, bánh của chúng tôi, ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm lương thực vẫn nóng hổi mà ngày nay đã khô và bể vụn. Những bầu rượu này chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách. Còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn bởi vì đi đường xa. Người Israel bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Giô-suê lập hòa cùng chúng nó và kết ước cho chúng nó sống. Rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó. Nhưng 3 ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Israel hay rằng các người này vốn lân cận mình và ở tại giữa mình. Dân Israel lên đường và ngày thứ 3 đến thành chúng nó. Và các thành của chúng nó là Gabaon, Kephira, Beerot và Kiriath Jearim. Dân Israel không giao chiến cùng dân đó vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Nhưng cả hội chúng lầm bầm cùng các quan trưởng. Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: Chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Vậy từ bây giờ chúng ta không thế hại chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vậy. Phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta. Vậy các quan trưởng tỏ rằng chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng, y như các quan trưởng đã nói cùng chúng nó. Giô-suê bèn gọi dân đó mà nói như vậy: Sao các ngươi đã gạt chúng ta nói rằng chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các ngươi ở giữa chúng ta. Vậy bây giờ các ngươi bị rủa xả, không dứt làm tôi mỏi, cứ đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta. Chúng nó bèn thưa cùng Giô-suê rằng, ấy là điều kẻ tôi tới ông có hay rõ ràng. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn Mô-sê, tôi tới Ngài, biểu ban toàn xứ cho các ông và diệt hết thảy dân ở trước mặt mình. Ấy vậy, chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình, nên mới làm như vậy. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. Giô-suê bèn làm như người đã nói và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Israel giết. Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi Ngài chọn lựa. Ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay. Chương 10. Khi Adoni-sedec, vua Jerusalem hay rằng Giô-suê đã chiếm lấy thành Ai-hi và tận diệt nó đi, đãi thành Ai-hi và vua nó như người đã đãi Jericho và vua nó. Lại hay rằng dân Gabaon đã lập hòa với dân Israel và ở cùng họ, thì người lấy làm sợ hãi lắm. Vì Gabaon là một thành lớn, một đế đô thật, lại lớn hơn thành Ai-hi, và cả dân sự nó đều là người mạnh dạn. Vậy, Adoni-sedec, vua thành Jerusalem, sai người đi nói cùng Hô-ham, vua Hebron, cùng Phi-ram, vua Giạc-mút, cùng Gia-phia, vua La-ki, cùng Đê-bia, vua Ét-lôn mà rằng, hãy đi lên đến ta mà tiếp cứu ta, và đánh thành Gabaon, vì nó đã lập hòa cùng Giô-suê và dân Israel. Vậy, 5 vua Amorit, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạc-mút, vua La-ki và vua Ét-lôn nhóm hiệp, kéo lên cùng hết thảy quân lính mình, đóng trại trước Gabaon và hãm đánh thành. Người Gabaon sai kẻ đến nói cùng Giô-suê tại trại quân Ginh-ganh mà rằng, xin chớ bỏ tôi tớ ông, hãy mau lên đến cùng chúng tôi giải thoát và tiếp cứu chúng tôi, vì hết thảy vua Amorit trong núi đã hiệp lại nghịch chúng tôi. Vậy, Giô-suê ở Ginh-ganh đi lên với hết thảy quân lính và những người mạnh dạn. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng, chớ sợ, vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được. Vậy, Giô-suê ở Ginh-ganh đi trọn đêm, rồi chợt đến áp chúng nó. Đức Giê-hô-va làm cho chúng nó vỡ chạy trước mặt Israel, khiến cho bị đại bại gần Gabaon. Israel rượt đuổi chúng nó theo đường dốc Bet-horon và đánh họ cho đến Aseka và Makeda. Khi chúng nó chạy trốn trước mặt Israel và xuống dốc Bet-horon, thì Đức Giê-hô-va khiến đá lớn từ trời rớt xuống cả đường cho đến Aseka và chúng nó đều bị chết. Số những người bị chết về mưa đá nhiều hơn số những người bị dân Israel giết bằng gươm. Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorit cho dân Israel, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng, hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaon, hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng Ayalon. Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặng ước một ngày trọn. Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người, vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Israel. Rồi Giô-suê và cả Israel trở về trại quân Ginh-ganh. Vả, 5 vua kia đã chạy trốn và ẩn trong một hang đá tại Ma-kê-đa. Có người thuộc cho Giô-suê hay điều đó mà rằng, người ta có gặp 5 vua núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa. Giô-suê bèn dạy rằng, hãy lăn đá lớn lấp miệng hang lại và các người canh giữ. Còn các ngươi chớ dừng lại, phải rượt theo quân nghịch, xông đánh phía sau, đừng để chúng nó vào thành chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phó chúng nó vào tay các ngươi. Khi Giô-suê và dân Israel đã đánh chúng nó bị bại rất lớn, cho đến nỗi tuyệt diệt đi, và khi những người trong chúng nó đã được thoát khỏi, rút ở lại trong thành kiên cố, thì cả dân sự trở về với Giô-suê bình yên, nơi trại quân tại Ma-kê-đa, chẳng một ai dám khua môi, nghịch cùng dân Israel. Bây giờ Giô-suê nói rằng, hãy mở miệng hang đem 5 vua đó ra rồi dẫn đến cho ta. Họ làm như vậy, đưa 5 vua ra khỏi hang đá và dẫn đến cho người, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Jarmuth, vua Laki và vua Eglon. Khi họ đã dẫn 5 vua này đến cùng Giô-suê, thì Giô-suê gọi hết thảy người nam của Israel và nói cùng các binh tướng đã đi với mình mà rằng: hãy lại gần, đạp chân lên cổ của các vua này. Họ bèn đến gần, đạp chân trên cổ các vua ấy. Đoạn Giô-suê nói cùng họ rằng: chớ ngại và chớ kinh khủng, khá vững lòng bền chí, vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho hết thảy thù nghịch các ngươi, mà các ngươi sẽ chiến cự. Sau rồi, Giô-suê đánh giết các vua ấy, biểu đem treo trên 5 cây. 5 vua ấy bị treo trên cây cho đến chiều tối. Khi mặt trời chen lặng, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Họ liệng những thây trong hang đá là chỗ các vua ấy đã núp, rồi lấy những đá lớn lấp miệng hang lại, hãy còn cho đến ngày nay. Trong ngày đó, Giô-suê cũng chiếm lấy Ma-kê-đa và dùng lưỡi gươm giết cả thành cùng vua nó. Người tận diệt thành, luôn hết thảy kẻ ở trong, không để thoát một ai. Người đãi vua Ma-kê-đa như đã đãi vua Jericho vậy. Đoạn, Giô-suê cùng cả Israel ở Ma-kê-đa đi qua Libna và hãm đánh Libna. Đức Giê-hô-va cũng phó Libna cùng vua nó vào tay Israel. Họ dùng lưỡi gươm diệt thành, luôn hết thảy kẻ ở trong đó, chẳng để thoát một ai. Người đãi vua thành này y như đã đãi vua Jericho vậy. Kế ấy, Giô-suê cùng cả Israel ở Libna đi qua La-ki, đóng trại đối cùng thành và hãm đánh nó. Đức Giê-hô-va phó La-ki vào tay Israel. Ngày thứ hai họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt thành với những người ở trong, cũng y như đã làm cho Libna vậy. Bấy giờ Hô-ram, vua Gê-se đi lên tiếp cứu La-ki. Giô-suê đánh bại người và dân sự người, đến đổi không còn để ai thoát khỏi. Đoạn, Giô-suê cùng Israel ở La-ki đi qua Eglon, đóng trại đối ngang thành và hãm đánh nó. 9 ngày đó họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt nó đi. Trong ngày đó, Giô-suê tận diệt thành với hết thảy người ở trong đó, y như người đã làm cho La-ki vậy. Kế đó, Giô-suê cùng cả Israel từ Eglon đi lên Hebron và hãm đánh nó. Họ chiếm lấy thành, dùng lưỡi gươm diệt thành, vua, các hương thôn nó và mọi người ở trong đó, không để thoát khỏi một ai, cũng y như người đã làm cho Eglon vậy. Người tận diệt thành và các người ở trong. Đoạn Giô-suê cùng cả Israel đi đến Đê-bia và hãm đánh nó. Người chiếm lấy thành và hương thôn nó cùng bắt vua, dùng lưỡi gươm diệt thành và tận diệt hết thảy những người ở trong, không để thoát khỏi một ai. Người đãi Đê-bia và vua nó y như đã đãi Hebron, đãi Libna và vua nó. Vậy, Giô-suê đánh toàn xứ, nào miền núi, nào miền nam, nào đồng bằng, nào những gò nổng và các vua mấy miền đó. Người không để thoát khỏi một ai hết. Phàm vật có hơi thở thì người diệt hết đi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền dặn. Ấy vậy, Giô-suê đánh các vua đó từ Cade-ba-nea cho đến Ga-sa và toàn xứ Gô-sen cho đến Ga-ba-ôn. Qua một lượt thì Giô-suê bắt các vua này và chiếm lấy xứ họ, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel chinh chiến cho Israel. Đoạn Giô-suê và cả Israel trở về trại quân ở Ginh-ganh. Chương 11. Vừa khi Gia-bin, vua Hát-so đã hay các sự này, bèn sai sứ giả đến cùng Giô-báp vua Ma-đôn, đến cùng Sim-rôn vua Ạc-sáp, cùng các vua ở miền Bắc, hoặc ở trên núi, trong đồng, miền Nam Kinneret, xứ thấp, hay là trên các nơi cao Đô-rơ về phía Tây. Lại sai đến cùng dân Cana-an ở về phía Đông và về phía Tây, cùng dân Amorit, dân Hethit, dân Phereshit, dân Jebusit ở trong núi, và đến cùng dân Hevit ở nơi chân núi Hạt Môn, trong xứ Mít-ba. Các vua này với hết thảy quân lính mình, bèn kéo ra một dân đông vô số như các nơi bờ biển, có ngựa và xe theo rất nhiều. Hết thảy các vua này đã hẹn nhau đến đóng trại chung gần nước Merom, đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Chớ sợ, vì ngày mai tại giờ này ta sẽ phó hết thảy chúng nó bị chết trước mặt Israel. Ngươi sẽ cắt nhượng ngựa và đốt các xe cộ chúng nó nơi lửa. Vậy Giô-suê và hết thảy chiến sĩ người lập tức đi lên, xông vào chúng nó gần nước Merom, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay Israel. Giô-suê và hết thảy chiến sĩ đánh đuổi theo chúng nó cho đến Sidon lớn, cho đến Mít-rê-phốt-ma-im và đến trũng Mít-ba về phía đông, chẳng để thoát khỏi một ai hết. Giô-suê làm cho chúng nó y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người, cắt nhượng ngựa và đốt xe cộ của chúng nó nơi lửa. Trong một lúc đó, khi trở về, Giô-suê lấy hát-so và dùng gươm giết vua nó. Hát-so xưa vốn là kinh đô của các nước này. Giô-suê và quân lính dùng lưỡi gươm giết hết thảy người ở trong thành, chẳng còn lại vật chi có hơi thở, và người phóng hỏa thành Hát-so. Giô-suê cũng bắt các vua này dùng lưỡi gươm giết đi và chiếm các thành của họ mà diệt đi, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền dặn. Nhưng Israel không đốt một thành nào ở trên gò nổng trừ ra Hát-so mà Giô-suê đã đốt. Dân Israel đoạt lấy về phần mình hết thảy hóa tài và hết thảy súc vật của các thành này, nhưng dùng lưỡi gươm giết mọi loài người cho đến chừng đã diệt hết, chẳng còn để lại vật nào có hơi thở. Mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se tôi tớ Ngài, thì Môi-se đã truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê làm theo phàm điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se. Giô-suê không bỏ sót gì hết. Vậy Giô-suê chiếm lấy cả xứ này, nào núi, nào cả miền Nam, nào toàn xứ Gô-sen, nào đất thấp và đồng bằng, nào núi Israel cùng xứ thấp nó, từ phía núi trụi mọc lên phía Seir cho đến Ba Anh Gác, trong trũng Liban tại chân núi Hẹt Môn. Người bắt hết thảy vua các miền đó, đánh và giết đi. Giô-suê đánh giặc cùng các vua này lâu ngày. Chẳng có một thành nào lập hòa cùng dân Israel, trừ ra dân Hê-vít ở tại Gabaon. Dân Israel nhờ giặc giả mà chiếm lấy hết thảy. Vì Đức Giê-hô-va để cho lòng các vua ấy cố chấp mà chinh chiến cùng Israel, hầu cho họ bị diệt đi, không được thương xót, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Trong lúc đó, Giô-suê đi trừ diệt dân Anakim, nào ở trong núi, ở Hebron, ở Đê-bia, ở Anab, hay là ở trên khắp núi Giu-đa và núi Israel. Giô-suê tận diệt chúng nó luôn với các thành của họ. Chẳng còn người Anakim nào trong xứ Israel, chỉ ở tại Gaza, Gác và Ách-đốt thì có. Vậy, Giô-suê chiếm cả xứ y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và ban xứ cho Israel làm sản nghiệp, tùy sự chia phân từng chi phái. Bấy giờ, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giả. Chương 12. Này, các vua của xứ mà Israel đã đánh bại và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh về phía mặt trời mọc, từ khe Ạc-nôn đến núi Hẹt Môn, với toàn đồng bằng về phía đông. Si-hôn, vua dân Amorit ở tại Hết-bôn, người quản hạt từ Aroe là thành ở mé khe Ạc-nôn, và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Gala-át cho đến khe Gia-bốc là giới hạn dân Ammon, lại quản hạt đồng bằng cho đến biển Kinneret về phía đông, cho đến biển của đồng bằng, tức là biển mặn, ở phía đông về hướng Bet-Yeshimot, cũng quản hạt miền nam dưới chân triền núi Phít-ga. Kế đến địa phận của Óc, vua Ba-sang, là một người còn sót của dân Rephaim ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rei, người quản hạt núi Hẹt Môn, miền Sanh-ca và cả xứ Ba-sang cho đến giới hạn dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến lối giữa xứ Ga-la-át là giới hạn của Si-hôn, vua Hết-bôn. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Israel đánh bại chúng nó. Rồi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh làm sản nghiệp. Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Israel đánh bại ở bên này sông Giô-đanh về phía tây, từ Ba Anh Gác, trong trũng Liban cho đến núi trụi nổi lên về hướng Seir. Tùy sự phân chia từng chi phái, Giô-suê ban cho các chi phái Israel làm sản nghiệp núi, xứ thấp, đồng bằng, gò nổng, đồng vắng và miền Nam, tức là cả xứ dân Hethit, dân Amorit, dân Canaan, dân Pheresit, dân Hevit và dân Jebusit. Vua Jericho, vua Ahi vốn ở nơi cạnh Bê-tên, vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giạc-mút, vua Laki, vua Eklon, vua Gê-se, vua Đê-bia, vua Gê-đe, vua Họt-ma, vua Arad, vua Libna, vua Adulam, vua Makeda, vua Bê-tên, vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phê, vua A-phét, vua Sa-rôn, vua Ma-đôn, vua Hát-so, vua Shimron-mê-rôn, vua Ạc-sáp, vua Tha-a-nát, vua Megiddo, vua Kê-đe, vua Dốc-nê-am ở tại Cạc-mênh, vua Đô-rơ ở trên các nơi cao Đô-rơ, vua Gô-im ở Ginh-ganh và vua Thiệt-sa. Hết thảy là 31 vua. Chương 13. Giô-suê đã già, tuổi cao. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người rằng: Ngươi đã già, tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm. Xứ còn lại là đây: hết thảy miền của dân Phi-li-tin và cả địa phận dân Gê-su-rít, từ sông Shi-cô đối ngang xứ Ai-díp-tô cho đến giới hạn Ét-rôn về phía bắc, vốn kể là miền Canaan, thuộc về 5 vua Phi-li-tin là vua Ga-sa, vua Ách-đốt, vua Ách-ca-lôn, vua Gác, vua Ét-rôn và vua dân A-vim. Lại về phía nam, cả xứ Canaan và Mê-a-ra vốn thuộc về dân Si-đôn cho đến A-phét, cho đến giới hạn dân Amorit, còn luôn xứ dân Gibelit và cả Liban về phía mặt trời mọc, từ Ba Anh Gác ở dưới chân núi Hạt Môn cho đến nơi vào ranh Hamat. Lại còn dân ở trên núi từ Liban cho đến Mít-rê-phốt-ma-im, tức là các dân Si-đôn. Ấy, chính ta sẽ đuổi chúng nó khỏi trước mặt dân Israel. Song ngươi hãy bắt thăm chia xứ này cho Israel làm sản nghiệp, y như ta đã truyền cho ngươi. Vậy bây giờ, hãy chia xứ này cho 9 chi phái và phân nửa chi phái Manasseh. Người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh đã lãnh bởi Môi-se phần sản nghiệp mình ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã phát cho chúng nó, tức là xứ từ A-rô-e ở trên mé khe Ạc-nôn và thành ở giữa trũng, cùng cả xứ đồng bằng tự Mê-đi-ba chí Đi-bôn và hết thảy những thành của Si-hôn vua Amorit trị vì tại Hết-bôn cho đến giới hạn dân Ammon. Lại xứ Ga-la-át cùng địa phận dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít, khắp núi Hạt-môn và toàn Ba-sang cho đến Sanh-ca, cũng được toàn nước vua Óc trong Ba-sang, vốn trị vì tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. Người là kẻ chót trong dân Rê-pha-im còn sót lại. Môi-se đánh bại và đuổi chúng nó đi. Nhưng dân Israel không đuổi đi dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít. Ấy vậy, dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít còn ở giữa dân Israel cho đến ngày nay. Song Môi-se không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Những của lễ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng Môi-se. Vậy, Môi-se có phát một phần cho chi phái Ruben tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận chi phái Ruben chạy từ A-rô-e trên mé khe Ạc-nôn và từ thành ở giữa trũng cùng toàn đồng bằng gần Mê-đê-ba. Hết-bôn và các thành nó ở nơi đồng bằng là Đi-bôn, Ba-mốt Ba-anh, Bết-ba-anh-mê-ôn, Gia-hát, Kê-đê-mốt, Mê-phát, Ki-ri-a-ta-im, Ship-ma, Sê-rết-ha-sa-cha ở trên núi của trũng, Bết-phê-o, các triền núi Phít-ga, Bết-giê-si-mốt, các thành của xứ đồng bằng, toàn nước Si-hôn, vua dân Amorit, vốn cai trị tại Hết-bôn mà Môi-se đã đánh bại, với quan trưởng Ma-đi-an là Ê-vi Rekem, Surer, Hurer và Reba, tức các quan trưởng làm chư hầu Si-hôn và ở trong xứ. Trong những người mà dân Israel dùng gươm giết thì có thuật sĩ Ba-la-am, con trai của Bê-ô. Địa phận người Ruben có sông Giô-đanh làm giới hạn. Đó là sản nghiệp của người Ruben tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho chi phái Gác tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận của chi phái Gác là Gia-ê-se, các thành Gala-át, phân nửa xứ dân Ammon cho đến Aroe đối ngang Rabba và từ Heshbon cho đến Ramat Midbe cùng Betonim, đoạn từ Mahanaim cho đến bờ cõi Debia. Còn trong chủng thì Beth Haram, Beth Nimra, Sukot và Saphon, tức là phần còn lại của nước Sihon, vua Heshbon, luôn sông Giô-đanh và miền Giô-đanh cho đến cuối biển Kinneret tại bên kia sông Giô-đanh về phía đông. Đó là sản nghiệp của người Gác tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho phân nửa chi phái Manasseh tùy theo họ hàng của chúng, là phần vẫn còn thuộc về phân nửa chi phái Manasseh. Địa phận của họ là từ Mahanaim, toàn Ba-sang, cả nước ấp vua Ba-sang và các thôn Giai-rơ trong Ba-sang, có 60 thành. Phân nửa xứ Gala-át, Ách-ta-rốt và Ết-rê-i là hai thành về nước ấp tại Ba-sang, đã phát cho phân nửa con cháu Ma-ki, chít của Manasseh, tùy theo họ hàng của chúng. Đó là các sản nghiệp mà Môi-se phân phát tại trong đồng bằng Moab, ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, đối ngang Jericho. Song Môi-se không phát sản nghiệp cho chi phái Lê-vi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là sản nghiệp của chi phái ấy, y như Ngài đã phán cùng họ vậy. Chương 14. Này là các phần dân Israel nhận lãnh làm sản nghiệp trong xứ Canaan, mà thầy tế lễ Eleasa, Giô-suê con trai Nun và các trưởng lão của những chi phái dân Israel phân phát cho. Người ta bắt thăm chia xứ cho 9 chi phái và cho phân nửa chi phái, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn. Môi-se đã phát cho 2 chi phái và cho phân nửa chi phái kia phần sản nghiệp ở bên kia sông Giô-đanh, nhưng tại giữa họ người không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Con cháu Joseph phân làm 2 chi phái là Manasseh và Ephraim. Người ta không lấy phần sản nghiệp trong xứ mà phát cho người Lê-vi, nhưng chỉ phát mấy thành đặng ở với đất chung quanh thành để dùng cho các bầy súc vật và tài sản của họ. Dân Israel làm y theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se mà chia xứ. Và con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ginh-gan, và Ca-leb con trai Giê-phu-nê người Kê-nít nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se người của Đức Chúa Trời tại Cade-ba-nê-a. Khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở Cade-ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được 40 tuổi và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật, đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sinh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rày, tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng. Giô-suê bèn chúc phước cho người và ban Hêbron cho Caleb con trai Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hêbron bị ban cho Caleb con trai Giê-phu-nê người Kenit làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Và khi xưa Hêbron gọi là Kiriath Araba. Araba là người dình dàng hơn hết trong dân Anakim. Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giã. Chương 15. Phần đất Bắc Thăm trúng về chi phái Juda, tùy theo những họ hàng của chúng, chạy từ phía giới hạn Edom tại đồng vắng Sin về phía nam đến cuối miền nam. Giới hạn phía nam chạy từ đầu biển mặn, tức là từ phía ở ngay về hướng nam, rồi từ dốc Akrabim chạy dài xuống miền nam, đi ngang qua Sin, lên phía nam Kadebanea, đi ngang qua Hêbron, lên hướng Adda, vòng qua Cà-ca, đi ngang về hướng Admon, đổ vào khe Egypto rồi giáp biển. Ấy đó sẽ là giới hạn phía nam của các ngươi. Giới hạn về phía đông là từ biển mặn cho đến vàm sông Giô-đanh. Giới hạn phía bắc chạy từ phía biển nơi vàm sông Giô-đanh đi lên Beth-hốt-la, trải qua phía bắc Beth-araba và chạy đến hòn đá Bohan, con trai của Ruben. Đoạn, giới hạn này đi lên về hướng Đê-bia, từ trũng A-cô chạy tới hướng bắc về phía Ginh-gan, đối ngang dốc Adumim tại phía nam khe, rồi trải qua gần mé nước En-shemet và giáp En-rogen. Từ đó, giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hinom về cạnh nam của Giê-bu, tức là Jerusalem. Kế đó, nó chạy lên cho đến chót núi nằm ngang trũng Hinom về hướng tây, ở đầu phía bắc trũng Rephaim. Giới hạn này chạy từ chót núi đến suối nước Nép-thô-ách và ăn về hướng các thành của núi Hêbron, rồi đi luôn đến Ba-la là Kiriath Jearim. Nó vòng từ Ba-la qua hướng tây về lối núi Seir, rồi theo hướng bắc đi ngang qua phía núi Jearim, tức là Kesalon. Kế chạy xuống đến Bethshemesh và qua Thimna. Từ đó, giới hạn này cứ đi theo bắc Ekron, đoạn băng qua hướng Siết-rôn, trải qua núi Ba-la, ăn thẳng đến giáp Nê-en rồi giáp biển. Còn giới hạn phía tây ấy là biển lớn. Đó là giới hạn về bốn phía của người Juda, tùy theo những họ hàng của chúng. Người ta ban cho Caleb, con trai Giê-phu-nê, một phần ở giữa người Juda, tùy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-suê, là thành của Araba, cha Anak, ấy là thành Hêbron. Caleb bèn đuổi đi ba con trai của Anak là Sheshai, Ahiman và Thamai. Từ đó, người đi lên đánh dân thành Đê-bia. Thuở xưa, tên Đê-bia là Kiriath-sê-phê. Caleb nói rằng, ta sẽ gả con gái ta là Aksa làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Kiriath-sê-phê. Othniel, con trai của Kena, cháu Caleb, bèn chiếm được thành. Caleb gả Aksa con gái mình cho người làm vợ. Vả, xảy khi nàng vào nhà Othniel, có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa. Caleb hỏi rằng, con muốn chi? Nàng thưa rằng, xin cha ban một của phước cho con, vì cha lập con nơi đất miền nam, nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng các suối ở trên và ở dưới. Đó là sản nghiệp của chi phái Juda, tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành ở đầu cùng chi phái Juda về phía ranh Edom tại miền nam là Capseen, Ede, Yagua, Kina, Dimona, Adeada, Kede, Haxor, Gitnan, Sip, Telem, Bealot, Haxor Hadatha, Keriyot Hêbron, tức là Haxor, Amam, Shema, Molada, Haxagada, Hêtmon, Bethphale, Haxasuan, Beersheba, Bishogya, Bala, Ijim, Esem, Etholac, Keshin, Hokma, Siết Lát, Mát Mana, Shangsana, Lebaot, Shilim, Aim và Rimmon, hết thảy là 29 thành với các làng của nó. Trong đồng bằng là Ethaon, Sorea, Akna, Sanoat, Enganim, Tháp-buat, Enam, Yakmut, Adulam, Soko, Aseka, Saaraim, Adithaim, Gedera và Gederothaim. Hết thảy là 14 thành với các làng của nó. Lại có Senan, Hadasa, Mid-đan-gác, Dilan, Mid-bê, Dốc-thê-en, Laki, Bốt-cát, Ác-lôn, Cáp-bôn, Lách-ma, Kitlit, Gederot, Bet-dagon, Na-ama và Makeda. Hết thảy là 16 thành với các làng của nó. Libna, Ethe, Asan, Diptách, Akna, Neship, Keila, Aksip và Maresha. Hết thảy là 9 thành với các làng của nó. Ekron với các thành địa hạt và làng của nó. Các thành ở gần Ách Đốt cùng các làng của nó. Từ Ekron về hướng Tây, Ách Đốt, các thành địa hạt cùng các làng của nó. Gaza, các thành địa hạt cùng các làng của nó, cho đến khe Egypto và biển lớn dùng làm giới hạn. Trong miền núi là Samir, Giạc-thia, Soko, Dana, Kiriath-sana, tức là Đê-bia, Anab, Ethemo, Anim, Goshen, Holon, Gilo. Hết thảy 11 thành cùng các làng của nó. Arab, Ruma, Esean, Yanum, Bet-tháp-buat, Afeka, Humta, Kiriath Araba, tức là Hebron và Sio. Hết thảy 9 thành với các làng của nó. Ma-ôn, Cạc-bên, Sip, Yuta, Gidreen, Dốc-đe-am, Sanoat, Cain, Gibea và Thimna. Hết thảy 10 thành với các làng của nó. Hanhun, Bet-surer, Gedo, Ma-arak, Bet-anot và Enthekon. Hết thảy 6 thành với các làng của nó. Kiriath Baan, tức là Kiriath Yearim và Rabba. Hết thảy 2 thành với các làng của nó. Trong đồng vắng có Bet Araba, Midin, Shekaka, Nipsan, Ikhamelach và Engedi. Hết thảy 6 thành với các làng của nó. Và người Juda không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit còn ở chung cùng người Juda tại Jerusalem cho đến ngày nay. Chương 16. Phần đất bắt thăm trúng về con cháu Joseph, trải từ sông Giô-đanh về Jericho, từ các suối của Jericho về hướng đông, chạy dọc theo đồng vắng từ thành Jericho lên đến núi Bê-tên. Giới hạn băng từ Bê-tên đến Lu-sơ, đi qua bờ cõi dân Arekit tại Atarot, kế chạy xuống hướng tây về phía bờ cõi dân Giáp-lê-tít cho đến bờ cõi Bet-horon dưới và Gê-xe, rồi giáp biển. Ấy là tại đó mà con cháu của Joseph, Manasseh và Ephraim lãnh phần sản nghiệp mình. Này là giới hạn của Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ ở về phía đông, từ Aterot-ada cho đến Bet-horon trên, thẳng qua tây tại hướng bắc của Mid-mê-thác, rồi vòng qua đông về lối Tha-anác-silo và qua khỏi đó đến Gia-nô-ách theo phía đông. Kế chạy từ Gia-nô-ách xuống Atarot và Naratha, đụng Jericho rồi giáp sông Giô-đanh. Từ Tháp-buat giới hạn đi về hướng tây đến khe Cana rồi giáp biển. Đó là sản nghiệp của chi phái Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Người Ephraim cũng có những thành và làng riêng ra giữa sản nghiệp của người Manasseh. Song họ không đuổi được dân Canaan ở tại Gê-se, nên dân Canaan ở giữa Ephraim cho đến ngày nay, nhưng phải nộp thuế. Chương 17. Người ta cũng bắt thăm cho chi phái Manasseh vì người là con đầu lòng của Joseph, con Ma-ki, con đầu lòng của Manasseh và cha của Gala-át, bởi người là chiến sĩ nên có được xứ Gala-át và Ba-san. Người ta bắt thăm cho các con khác của Manasseh tùy theo những họ hàng của chúng. Về con cháu Abi-eshe, về con cháu Helek, về con cháu Adrien, về con cháu Sichem, về con cháu Hephe, về con cháu Shemida. Đó là các con trai của Manasseh, cháu Joseph, tùy theo những họ hàng của chúng. Và Selophat, con trai của Hephe, cháu của Gala-át, chắc của Ma-ki, chít của Manasseh, không có con trai, chỉ có con gái tên là Mát-la, Noa, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa. Các con gái này đến trước mặt thầy tế lễ Eleasa, trước mặt Giô-suê con trai Nun và trước mặt các quan trưởng mà nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán cùng Mô-sê, ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Giô-suê vâng mạng của Đức Giê-hô-va, bèn ban cho một phần sản nghiệp trong anh em của cha các con gái đó. Vậy, 10 phần bắt thăm trúng cho Manasseh, trừ ra xứ Gala-át và Ba-san ở bên kia sông Giô-đanh, vì các con gái Manasseh có một phần sản nghiệp tại giữa các con trai người, còn xứ Gala-át thuộc về các con trai khác của Manasseh. Giới hạn của Manasseh từ A-se đến Mít-mê-thác đối ngang Si-chem, rồi chạy đến Gia-min về lối dân En-tháp-bu-ách. Xứ Tháp-bu-ách thuộc về Manasseh, nhưng thành Tháp-bu-ách gần bờ cõi Manasseh thì thuộc về người Ephraim. Từ đó, giới hạn chạy xuống phía nam khe Cana. Các thành đó ở giữa các thành Manasseh đều thuộc về Ephraim. Giới hạn Manasseh ở về phía bắc của khe và giáp biển. Phần ở hướng nam thuộc về Ephraim, phần ở hướng bắc thuộc về Manasseh, còn biển dùng làm giới hạn. 2 phần này giáp Asher về phía bắc và Isaka về phía đông. Trong địa phận Isaka và Asher, Manasseh cũng được Bethsean và các thành địa hạt, Gibleam và các thành địa hạt, dân cư của Dorơ và các thành địa hạt, dân cư của Endorơ và các thành địa hạt, dân cư của Tha-a-nát và các thành địa hạt, dân cư của Megiddo, các thành địa hạt nó và 3 cái đồng cao. Con cháu Manasseh chẳng đuổi được dân các thành ấy, vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thạnh, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, song chẳng đuổi chúng nó được hết. Và con cháu của Joseph nói cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi đã thành một dân đông, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy, tại làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ 1 phần đất làm sản nghiệp? Giô-suê đáp: Nếu các ngươi đông như vậy, và núi Ephraim rất hẹp cho các ngươi, thì hãy lên khai phá rừng, đặng làm một chỗ ở cho mình trong xứ dân Phereshit và dân Rephaim. Nhưng con cháu Joseph đáp rằng: Núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng, hết thảy dân Canaan ở đó, dân Bethsean và người ở các thành địa hạt nó, luôn những người ở trong trũng Gidreen đều có thiết xa. Giô-suê bèn nói cùng nhà Joseph, tức là Ephraim và Manasseh mà rằng: Ngươi là một dân đông có sức lớn, sẽ chẳng lãnh chỉ 1 phần đất thôi, nhưng núi sẽ thuộc về ngươi, dầu là một cái rừng, ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi sẽ đuổi dân Canaan, mặc dầu chúng nó có thiết xa và là cường thạnh. Chương 18. Cả hội chúng dân Israel nhóm hiệp tại Silo và lập hội mạc tại đó. Xứ đều phục trước mặt họ. Nhưng trong dân Israel còn lại 7 chi phái mà người ta chưa phân phát phần sản nghiệp cho. Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng: Các ngươi lần lửa cho đến chừng nào không đi chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi? Hãy chọn từng chi phái 3 người, rồi ta sẽ sai đi. Các người này sẽ đứng dậy đi khắp xứ, lấy địa đồ để phân chia, rồi sẽ trở về cùng ta. Họ sẽ chia xứ làm 7 phần. Giu-đa, sẽ ở trong giới hạn mình nơi miền Nam, còn nhà Joseph ở trong giới hạn mình nơi miền Bắc. Vậy, các ngươi hãy lấy địa đồ của xứ làm 7 phần, đem về đây cho ta, rồi ta sẽ bắt thăm cho các ngươi tại đây trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng không có phần cho người Lê-vi tại giữa các ngươi, bởi vì chức tế lễ của Đức Giê-hô-va là sản nghiệp của các người đó. Còn Gác, Ruben và phân nửa chi phái Manasseh đã lãnh phần sản nghiệp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho họ ở bên kia sông Giô-đanh về hướng đông. Vậy, các người ấy đứng dậy đi. Giô-suê truyền lệnh cho các người đi đặng lấy địa đồ của xứ mà rằng: Hãy đi khắp xứ lấy địa đồ, rồi trở về cùng ta. Ta sẽ bắt thăm tại đây cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va ở Silo. Các người ấy bèn đi khắp xứ, vẽ địa đồ trên một quyển sách chia làm 7 phần, tùy theo các thành, rồi trở về cùng Giô-suê ở trại quân tại Silo. Giô-suê bèn bắt thăm cho chúng tại Silo trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại đó, Giô-suê chia xứ ra cho dân Israel tùy theo các chi phái của họ. Thăm trúng nhầm chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng và địa phận mà thăm chỉ định, ở nhằm giữa chi phái Juda và chi phái Joseph. Giới hạn của Benjamin về phía bắc chạy từ Giô-đanh đi lên phía sau Jericho về hướng bắc, đoạn bò lên núi rồi giáp đồng vắng Bet-aven. Từ đó, giới hạn đi ngang sau lưng Lucer, cũng gọi là Bê-tên tại phía nam, rồi chạy xuống Atarot-ada ở gần núi về phía nam Bet-horon dưới. Giới hạn văng vòng từ phía tây về hướng nam, tức từ núi đối ngang Bet-horon về phía nam, rồi giáp Kiriat Ba-an, tức là Kiriat Yearim, thành của người Juda, đó là miền tây. Miền nam khởi từ đầu Kiriat Yearim, giới hạn cứ chạy về phía tây thẳng đến suối nước Nep-thô-ách, rồi nó xuống đến đuôi núi nằm ngang trũng con trai Hinom ở trong trũng Rephaim tại phía bắc. Nó chạy xuống dọc theo trũng Hinom ở sau lưng Jebushit về phía nam, đoạn xuống đến En-rô-gen. Giới hạn chạy về hướng bắc đến En-shemet, từ đó thẳng về Gelilot ở đối ngang dốc Adumim, rồi chạy xuống đến hòn đá Bohan là con trai Ruben. Đoạn nó đi ngang Araba về hướng bắc và chạy xuống Araba. Giới hạn liền đi ngang qua phía sau Bet-hotla về hướng bắc, rồi giáp phía biển mặn về hướng bắc ở đầu phía nam của sông Giô-đanh. Đó là giới hạn về phía nam. Về phía đông, nó giáp sông Giô-đanh. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin và giới hạn về 4 phía tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành của chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng là Jericho, Bet-hotla, Emek-keshit, Bet-araba, Semaraim, Beten, Avim, Phara, Opra, Kepha, Ammonai, Opni và Geba, hết thảy 12 thành và các làng của nó: Gabaon, Rama, Beerot, Midbe, Kephira, Moksha, Rekem, Yetbeen, Thareala, Sela, Elep, Jebu tức là Jerusalem, Gibeat, Kiriat, hết thảy 14 thành với các làng của nó. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng. Chương 19. Phần đất thứ nhì bắt thăm trúng về chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của chi phái này ở giữa sản nghiệp người Juda. Chi phái Simeon có trong sản nghiệp mình Beersheba, Sheba, Molada, Haksasuan, Bala, Esem, Entolak, Bethu, Hokma, Sitlak, Bet Makabot, Haksasusha, Bet Lebaot và Shearuchen, hết thảy 13 thành cùng các làng của nó. Ain, Rimon, Ethe và Asang, hết thảy 4 thành cùng các làng của nó, luôn hết các làng ở chung quanh những thành ấy, cho đến Balak Be, tức là Rama ở miền nam. Đó là sản nghiệp của chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của người Simeon vốn chiết ở phần đất của người Juda, vì phần của người Juda lấy làm lớn quá. Vậy người Simeon có sản nghiệp mình tại giữa sản nghiệp của họ. Phần đất thứ ba, bắt thăm trúng về người Sa-bu-lôn, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ chạy đến Sa-rít. Giới hạn đi lên hướng Tây, về lối Mare-ala và đụng Đáp-xê-bết, rồi đến khe đối Dốc-nê-am. Từ Sa-rít, nó vòng qua hướng Đông, tức về hướng mặt trời mọc, trên giáp giới Kitlốt-thabo, đoạn đi về hướng Đáp-rác và lên đến Gia-phia. Từ đó, nó chạy về hướng Đông đến Gác-hê-phe và Ết-cát-xin, mở dài thêm về lối Nea mà đến Rimon. Đoạn giới hạn vòng lên phía Bắc về lối Hanathôn, rồi giáp trũng Díp-thách-ên. Lại còn có thành Các-tác, Nahala, Shimron, Gideala và Bethlehem, hết thảy 12 thành với các làng của nó. Các thành này cùng các làng của nó ấy là sản nghiệp của người Sa-bu-lôn, tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ tư, bắt thăm chúng về con cháu Isaka tùy theo họ hàng của chúng. Giới hạn của chúng chạy đến Gidreen, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anacharat, Rabit, Kishion, Ebed, Remet, Enganim, Enhada và Bet-phát-sết. Kế giới hạn đụng Thabo, Sa-chát-shima và Bet-shemet, rồi giáp sông Giô-đanh, hết thảy 16 thành với các làng của nó. Các thành này cùng những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Isaka tùy theo họ hàng của chúng. Phần thứ năm, bắt thăm trúng về chi phái A-se tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn họ là Hen-cát, Hali, Beten, Aksap, Alamelech, Ameak và Misean. Hướng Tây, nó đụng Cạc Mên và khe Líp-nát, rồi vòng qua phía mặt trời mọc, về lối Bết-đa-gôn, đụng Sa-bu-lôn và trũng Díp-thách-ên ở về phía Bắc Bết-e-mét và Nê-i-ên, đoạn chạy về phía tả Kabul, về Ép-rôn, Rê-hốp, Hamôn và Cana cho đến thành lớn Sidon. Giới hạn lại vòng về Rama cho đến thành kiên cố Tyre, đoạn chạy hướng Hô-sa, rồi giáp biển tại miền Ác-xíp. Lại còn có U-ma, A-phét và Rê-hốp, hết thảy 20 thành cùng các làng của nó. Các thành này và những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái A-se tùy theo các họ hàng của chúng. Phần thứ 6, bắt thăm trúng về con cháu Nép-ta-li tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của họ chạy từ Helep, từ cái dẻ bột ở tại Sanaim về lối Adaminekep và giáp Neen cho đến Lạc Cung, rồi giáp sông Giô-đanh. Kế giới hạn vòng về hướng Tây, đi đến Adnot-thabo, rồi từ đó chạy về Hục Cốc. Phía Nam giáp Sa-bu-lôn, phía Tây giáp A-se và Giu-đa, còn phía mặt trời mọc có sông Giô-đanh. Các thành kiên cố là Sidim, Serer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Haxor, Kede, Edrei, En-Haxor, Gireon, Middaen, Horem, Bet-anak và Bet-shemet, hết thảy 19 thành cùng các làng của nó. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Nép-ta-li tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ 7, bắt thăm trúng về chi phái Dan tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn sản nghiệp họ gồm Sorea, Ethtaon, Yirsemet, Salabin, Ayalon, Gitla, Elon, Thimnatha, Ekron, Enteke, Gibethon, Balak, Yehud, Beneberak, Gác-rimon, Mê-giạc-côn và Ra-côn với đất đối ngang Gia-phô. Vả, địa phận của người Dan là ra ngoài nơi mình, vì người Dan đi lên đánh chiếm lấy Lê-xem rồi dùng lưỡi gươm diệt nó. Người Dan chiếm lấy nó làm sản nghiệp ở tại đó và lấy tên Dan, tổ phụ mình, đặt cho Lê-xem. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Dan tùy theo những họ hàng của chúng. Khi người ta đã chia xứ theo giới hạn xong rồi, thì dân Israel lấy ở giữa mình một sản nghiệp mà cấp cho Giô-suê, con trai của Nun. Dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va, cấp cho người cái thành mà người xin, tức là thành Thiếp Nát Serach trong núi Ephraim. Người xây thành và ở tại đó. Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Eleasa, Giô-suê, con trai của Nun và các trưởng tộc của những chi phái dân Israel bắt thăm phân phát cho tại Shiloh ở cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, họ chia xong xứ là như vậy. Chương 20. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy truyền cho dân Israel mà rằng, hãy lập các thành ẩn náu mà ta đã cậy Mô-se phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát nhân vì bất ý giết ai có thể trốn đó được. Các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thù huyết. Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một của các thành này, đứng nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp dẫn người vào trong thành, chỉ định cho một chỗ ở tại giữa mình. Nếu kẻ báo thù huyết đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ sát nhân vào tay người, vì kẻ ấy giết người lân cận mình không có ý muốn và trước khi vốn không ghét người. Người phải ở trong thành ấy cho đến chừng chịu đoán xét trước mặt hội chúng, cho đến chừng thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Kế đó, kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Vậy, dân Israel để riêng ra Kê-đe ở Galilee tại trên núi Nephtali, Shichem tại trên núi Ephraim và Kiriath Araba tức là Hebron ở trên núi Juda. Bên kia sông Giô-đanh phía đông thành Jericho, trong chi phái Ruben, họ chỉ định Bết-se ở trong đồng bằng tại sa mạc, trong chi phái Gác, Ramot tại xứ Galaad và trong chi phái Manasseh, Golan ở xứ Ba-san. Đó là các thành chỉ định cho hết thảy dân Israel và cho khách lạ kiều ngụ trong đó, để người nào vô ý giết ai có thể ẩn núp tại đó được, hầu cho không bị tay kẻ báo thù huyết giết chết, cho đến khi ứng hầu trước mặt hội chúng. Chương 21. Bấy giờ các trưởng tộc người Lê-vi đến gần thầy tế lễ Eleasa, Giô-suê, con trai của Nun và các trưởng tộc của những chi phái Israel, nói cùng họ tại Shiloh trong xứ Canaan mà rằng: Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-se truyền ban những thành cho chúng tôi ở và đất chung quanh thành đặng dùng cho súc vật chúng tôi. Vậy, dân Israel vâng mạng Đức Giê-hô-va, lấy trong sản nghiệp mình những thành sau này và đất chung quanh nó mà cấp cho người Lê-vi. Người ta bắt thăm cho các họ hàng Kê-hát. Những con cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được 13 thành bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Simeon và chi phái Benjamin. Còn những con cháu khác của Kê-hát theo thăm được 10 cái thành của chi phái Ephraim, của chi phái Dan và của phần nửa chi phái Manasseh. Đoạn, con cháu Gẹt-sôn theo thăm được 13 cái thành của chi phái Isaka, của chi phái Asher, của chi phái Nephtali và của phần nửa chi phái Manasseh ở Ba-san. Con cháu Merari tùy theo những họ hàng của chúng được 12 cái thành của chi phái Ruben, của chi phái Gác và của chi phái Sabulon. Dân Israel bắt thăm cấp cho người Lê-vi các thành đó với đất chung quanh, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-se truyền dặn cho. Vậy, dân Israel lấy trong chi phái Giu-đa và trong chi phái Simeon các thành có chỉ tên đây mà cấp cho. Con cháu A-rôn về dòng Kê-hát là con trai Lê-vi được các thành ấy vì phần thứ nhất bắt thăm trúng về họ. Người ta bằng cấp cho họ thành Kiriath Araba. Araba là cha của Anak, tức là Hebron ở trên núi Juda và đất chung quanh thành đó. Còn địa phận của thành và các làng nó thì người ta cấp cho Caleb, con trai của Jephune làm sản nghiệp. Người ta cấp cho con cháu thầy tế lễ A-rôn thành Hebron là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành, Libna và đất chung quanh thành, Giạc-thia và đất chung quanh thành, Ethemoa và đất chung quanh thành, Holon và đất chung quanh thành, Debia và đất chung quanh thành, Ain và đất chung quanh thành, Juta và đất chung quanh thành, Bethshemesh và đất chung quanh thành, hết thảy 9 cái thành của hai chi phái này. Người ta lại lấy trong chi phái Benjamin mà cấp cho họ Gabaon và đất chung quanh thành, Geba và đất chung quanh thành, Anatot và đất chung quanh thành, cùng Anmon và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn là 13 cái thành với đất chung quanh. Những người Lê-vi thuộc về họ hàng con cháu khác của Kê-hát được mấy thành trong chi phái Ép-ra-im làm phần của mình. Người ta cấp cho họ Si-chem, thành ẩn náu cho kẻ sát nhân ở trên núi Ép-ra-im và đất chung quanh thành, Gê-xe và đất chung quanh thành, Kíp-sa-im và đất chung quanh thành, Bết-hô-rôn và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Người ta lấy trong chi phái Đan cấp cho họ En-thê-kê và đất chung quanh thành, Gi-bê-thôn và đất chung quanh thành, Ayalon và đất chung quanh thành, Gác-rimôn và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Lại lấy trong phân nửa chi phái Manasseh Tha-a-nát và đất chung quanh thành, Gác-rimôn và đất chung quanh thành, hết thảy 2 cái thành. Cộng là 10 cái thành và đất chung quanh thành cho những họ hàng của các con cháu khác của Kê-hát. Người ta cũng lấy trong phân nửa chi phái Manasseh thành Golan ở xứ Ba-sang là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân mà cấp cho con cháu Gẹt-sôn về các họ hàng Lê-vi và đất chung quanh thành ấy, Bết-ê-ra và đất chung quanh thành, hết thảy 2 cái thành. Lại lấy trong chi phái Isaka Kishion và đất chung quanh thành, Đáp-rác và đất chung quanh thành, Giạc-mút và đất chung quanh thành, En-ganim và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Từ trong chi phái A-se lấy Mi-se-an và đất chung quanh thành, Áp-đôn và đất chung quanh thành, Hên-cát và đất chung quanh thành, Rê-hốp và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Cũng lấy trong chi phái Nép-ta-li thành Kê-đe ở Galilê là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh, Hamot-đô-rơ và đất chung quanh thành, Cạc-than và đất chung quanh thành, hết thảy 3 cái thành. Cộng các thành của người Gẹt-sôn tùy theo những họ hàng là 13 cái thành với đất chung quanh. Người ta cũng lấy trong chi phái Sa-bu-lôn mà cấp cho những họ hàng con cháu Merari, tức là những người Lê-vi sau chót, thành Dốc-nê-am và đất chung quanh thành, Cạc-ta và đất chung quanh thành, Dimna và đất chung quanh thành, Na-ha-la và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Từ trong chi phái Ruben lấy thành Bết-she và đất chung quanh thành, Giác-sa và đất chung quanh thành, Kê-đê-mốt và đất chung quanh thành, Mê-phát và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Lại lấy trong chi phái Gác thành Ra-mốt ở xứ Ga-la-át là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành, Ma-ha-na-im và đất chung quanh thành, Hết-bôn và đất chung quanh thành, Gia-e-se và đất chung quanh thành, hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành cấp cho con cháu Merari tùy theo những họ hàng của chúng, tức là dư hậu các họ hàng Lê-vi là 12 cái thành. Cộng các thành người Lê-vi ở giữa sản nghiệp dân Israel là 48 cái thành cùng đất chung quanh thành. Mỗi thành ấy đều có đất chung quanh, hết thảy thành cũng đều như vậy. Thế thì, Đức Giê-hô-va ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ. Dân Israel nhận làm sản nghiệp và ở tại đó. Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Chẳng có một kẻ thù nghịch nào còn đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ. Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Chương 22. Bây giờ Giô-suê gọi người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh mà nói rằng: các ngươi đã giữ theo mọi điều Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va truyền cho các ngươi, và có vâng theo tiếng ta trong mọi điều ta dặn biểu. trong khoảng lâu ngày nay, các ngươi không có bỏ anh em mình cho đến ngày nay, và có vâng giữ mọi điều phải vâng giữ, tức là mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nên bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi y như lời Ngài đã phán. Vậy, hãy đi trở về trại các ngươi trong xứ thuộc về các ngươi, mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho các ngươi ở bên kia sông Giô-đanh. Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, tríu mến Ngài và hết lòng hết ý phục sự Ngài. Giô-suê ban chúc phước cho họ rồi cho họ về. Họ đều trở về trại mình. Vả, Môi-se đã ban cho phân nửa chi phái Ma-na-se một sản nghiệp ở tại Ba-sang, còn Giô-suê ban cho phân nửa kia một sản nghiệp chung với anh em mình ở bên này sông Giô-đanh về phía tây. Khi Giô-suê cho chúng trở về trại mình thì chúc phước cho và nói rằng: Các ngươi trở về trại mình, có đem của cải rất nhiều, có lắm bầy súc vật cùng vàng, bạc, đồng, sắt và áo sống phủ phê. Hãy chia cho anh em mình của cướp được nơi thù nghịch các ngươi. Vậy, người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se lìa dân Israel tại Shiloh ở xứ Canaan, đang trở về Ga-la-át là sản nghiệp mình mà mình đã nhận lấy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho. Khi đến trong địa hạt Giô-đanh thuộc về xứ Canaan, thì người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se lập một bàn thờ tại đó gần sông Giô-đanh. Bàn thờ ấy xem thấy rất cao lớn. Dân Israel nghe được người ta nói rằng: Kìa, người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se đã lập một bàn thờ trong địa hạt Giô-đanh đối ngang xứ Canaan bên cạnh dân Israel. Khi dân Israel hay được điều đó, cả hội chúng Israel bèn hiệp lại tại Shiloh, đặng kéo lên hãm đánh họ. Dân Israel sai Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, đến cùng người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se tại xứ Ga-la-át. Cũng có 10 trưởng tộc theo người, một trưởng tộc cho mỗi chi phái Israel. Mỗi người trong họ là trưởng tộc của hàng ngàn người Israel. Chúng đến gần người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se trong xứ Ga-la-át mà nói rằng: Cả hội chúng của Đức Giê-hô-va có hỏi như vậy: Sự bất trung này mà các ngươi đã phạm cùng Đức Chúa Trời của Israel là chi? Vì sao ngày nay các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va mà lập một bàn thờ đặng phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Tội ác của Phê-ô gây vạ cho cả hội chúng của Đức Giê-hô-va mà đến bây giờ chúng ta chưa rửa sạch được, há là một việc nhỏ mọn cho chúng ta sao? Ngày nay các ngươi lại bỏ Đức Giê-hô-va ư? Vả, nếu ngày nay các ngươi phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, ngày mai chắc Ngài sẽ nổi giận cùng cả hội chúng Israel. Song nếu đất các ngươi nhận được bị ô uế, thì hãy đi qua đất mà Đức Giê-hô-va đã chiếm lấy, là nơi đã lập đền tạm của Đức Giê-hô-va, và hãy lập nghiệp ở giữa chúng ta, nhưng chớ phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và đừng phân rẽ chúng ta ra mà lập một bàn thờ kình địch cùng bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. A-can, con trai Sê-rách, há chẳng có phạm một tội bất trung về vật đáng diệt, và cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va há chẳng nổi phừng cùng cả hội chúng Israel sao? Và người ấy chẳng phải một mình chết vì tội mình đâu. Bây giờ, người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se đáp cùng trưởng tộc hàng ngàn người Israel mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng biết điều đó và Israel sẽ rõ. Nếu ấy là phản nghịch, nếu là bất trung cùng Đức Giê-hô-va, thì ngày nay chớ cứu chúng tôi. Nếu chúng tôi có lập một bàn thờ đặng lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nếu để dân của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ thù ân tại đó, nguyện chính Đức Giê-hô-va đòi lại chúng tôi. Chúng tôi có ý lập bàn thờ, vì chúng tôi sợ con cháu của anh em một mai nói cùng con cháu chúng tôi rằng: Các ngươi có chi chung cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel? Hỡi con cháu Ruben, con cháu Gác, Đức Giê-hô-va đã đặt sông Giô-đanh làm giới hạn giữa chúng ta và các ngươi. Các ngươi chẳng có phần chi nơi Đức Giê-hô-va. Như vậy, con cháu của anh em sẽ làm cho con cháu chúng tôi thôi kính sợ Đức Giê-hô-va. Bởi cơ đó, chúng tôi có nói rằng, chúng ta hãy lập một bàn thờ, chẳng phải để dân của lễ thiêu hay là dân hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và anh em cùng con cháu sau chúng ta rằng, chúng tôi dùng của lễ thiêu, của lễ chuộc tội và của lễ thù ân mà giữ cuộc thờ phượng của Đức Giê-hô-va trước mặt Ngài. Hầu cho về sau, con cháu anh em không nói cùng con cháu chúng tôi rằng các ngươi không có phần nơi Đức Giê-hô-va. Lại chúng tôi có nói, khi nào họ sẽ nói điều đó cùng chúng tôi hay là nói cùng con cháu sau chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói, hãy xem hình dạng bàn thờ Đức Giê-hô-va mà tổ phụ chúng ta đã lập. Nào phải dùng cho của lễ thiêu hay là dân hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và các ngươi. Chúng tôi ngày nay quyết không có ý phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và lìa bỏ Ngài, mà lập một bàn thờ khác hơn bàn thờ trước mặt đền tạm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng dùng nó dân của lễ thiêu, của lễ chay và những hy sinh. Khi thầy tế lễ Phinea, các mục bá của hội chúng, các quan trưởng của hàng ngàn người Israel đi theo người, đã nghe những lời của người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh nói, thì đều lấy làm bằng lòng. Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, nói cùng người Ruben, người Gác và người Manasseh mà rằng, ngày nay chúng tôi biết rằng Đức Giê-hô-va ngự giữa chúng ta, vì các ngươi không có phạm tội bất trung này cùng Đức Giê-hô-va. Như vậy, các ngươi đã giải cứu dân Israel khỏi tay Đức Giê-hô-va. Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, cùng các quan trưởng từ giả người Ruben, người Gác ở xứ Gala-át, trở về xứ Canaan cùng dân Israel, thuật lại điều đã xảy qua. Việc này, dân Israel lấy làm đẹp lòng. Chúng bèn ngợi khen Đức Chúa Trời, và chẳng còn toan kéo lên đánh người Ruben và người Gác, đặng tàn hại xứ họ ở. Vì vậy, người Ruben và người Gác đặt tên bàn thờ là Ed, vì nói rằng nó làm chứng giữa chúng ta rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chương 23. Khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho Israel từ lâu rồi, giải cứu họ khỏi các thù nghịch ở bốn phía, và Giô-suê đã già, tuổi tác cao, thì người gọi cả Israel, các trưởng lão, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng mà nói rằng, ta là lão già, đã cao tuổi rồi. Các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho những dân tộc này, mà Ngài bắt quy phục các ngươi. Vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi. Kìa, tùy theo chi phái, ta đã bắt thăm, cấp cho các ngươi làm sản nghiệp xứ chưa đánh lấy, và xứ của những dân tộc mà ta đã diệt, từ sông Giô-đanh cho đến biển lớn về phía mặt trời lặn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đuổi và cất dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ nhận được xứ nó y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán. Vậy, hãy vững lòng gìn giữ làm theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Môi-se, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả. Chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh các thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc, và đừng quỳ lại trước các thần đó. Nhưng phải trú mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi y như các ngươi đã làm đến ngày nay. Vì Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt các ngươi những dân tộc lớn và cường thạnh, và đến ngày nay chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn người của chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng chiến đấu cho các ngươi y như Ngài đã phán. Vậy, hãy cẩn thận lấy mình, đặng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vả, nếu các ngươi trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa các ngươi, nếu các ngươi làm xuôi gia cùng chúng nó, hoặc các ngươi xen vào cùng chúng nó và chúng nó cùng các ngươi, thì phải biết rõ ràng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chẳng còn cứ đuổi những dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa. Nhưng chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm chông gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Này, ngày nay, ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi. Vậy, hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng, trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi. Thật, chẳng một lời nào sai hết. Vả, hễ các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán được ứng nghiệm cho các ngươi thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ làm ứng nghiệm những lời hăm dọa của Ngài trên các ngươi thế ấy, cho đến chừng Ngài diệt các ngươi khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Nếu các ngươi bội giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã dặn biểu, nếu các ngươi đi hầu việc các thần khác và quỳ lại trước chúng nó, thì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng cùng các ngươi, và các ngươi bị diệt mất liền khỏi xứ tốt đẹp mà Ngài đã ban cho. Chương 24. Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Shechem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng. Họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy: Tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Abraham tổ phụ các ngươi từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Canaan, ban Y-sát cho người và làm cho dòng dõi người sanh sản nhiều thêm. Ta ban Gia-cốp và Ê-sau cho Y-sát, rồi ban núi Sê-i-rơ cho Ê-sau làm sản nghiệp. Còn Gia-cốp và các con trai người đều đi xuống xứ Ai-díp-tô. Kế đó, ta sai Mô-sê và A-rôn dùng các phép lạ làm ra giữa xứ Ai-díp-tô mà hành hại nó. Đoạn, ta đem các ngươi ra khỏi đó. Ta bèn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai-díp-tô và các ngươi đi đến biển. Người Ai-díp-tô dùng xe binh và lính kỵ mà đuổi theo tổ phụ các ngươi đến biển đỏ. Bây giờ, tổ phụ các ngươi kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giáng sự tối tăm giữa các ngươi và dân Ai-díp-tô, dẫn nước biển lấp trên mình chúng nó, và mắt các ngươi đã thấy điều ta đã làm cho người Ai-díp-tô, và các ngươi có ở lâu ngày trong đồng vắng. Kế đó, ta dẫn các ngươi vào xứ dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh. Chúng nó chiến đấu cùng các ngươi, và ta có phó chúng nó vào tay các ngươi. Các ngươi chiếm xứ chúng nó làm sản nghiệp, và ta đã diệt chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ba-lát, con trai Sép-bô vua Mô-áp, trỗi dậy chinh chiến với Israel, sai đòi Ba-la-am con trai Bê-ô đặng rủa xả các ngươi. Nhưng ta không muốn nghe Ba-la-am, vì vậy người buộc phải chúc phước cho các ngươi, và ta giải cứu các ngươi khỏi tay Ba-lát. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Jericho. Người Jericho, dân Amorit, dân Phereshit, dân Canaan, dân Hethit, dân Girgashit, dân Hevit và dân Jebusit chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amorit. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai-díp-tô. Phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Dân sự bèn đáp rằng: Chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc trọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua. Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân sự bèn nói cùng Giô-suê rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Vậy, Giô-suê nói cùng dân sự rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ, hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Hãy xây lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel. Dân sự đáp cùng Giô-suê rằng, chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy, trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại Si-chem. Đoạn, Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá lớn dựng tại đó ở dưới cây dẻ bột gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Rồi Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng, kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời mình chăng? Đoạn Giô-suê cho dân sự trở về, ai nấy đều về trong sản nghiệp mình. Sau các việc ấy, Giô-suê, con trai Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận đã bắt thăm về người tại Thimnat-Serach ở trên núi Ephraim về phía bắc núi Ga-ách. Israel phục sự Đức Giê-hô-va trọn lúc sanh tiền của Giô-suê và các trưởng lão mà biết mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì Israel. Hài cốt của Joseph mà dân Israel đã dời từ xứ Ai-cập thì người ta chôn ở Si-chem trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô cha Si-chem giá 100 miếng bạc. Con cháu Joseph được hài cốt đó làm sản nghiệp. Eleasa, con trai A-rôn cũng qua đời. Người ta chôn tại Gibeat Phinea mà Phinea, con trai người, đã được ban cho trong núi Ephraim.